Như vậy thì chắc là do đường truyền hả? Vâng, chắc vậy. Đợi chút, còn bạn là do là mình nói bữa nay thì nói về Revit 2021 thì nó cũng có cải tiến một số tính năng. Nhưng mà chắc Revit 2021 mới ra thì Sofitic thì chưa ra kịp. Chưa ra kịp cho nên chắc phải đợi một thời gian. Mình bắt đầu ha. Đây, Revit 2021. Các bạn thấy màn hình này đúng không? Trở đây á, khi mình bản 2021 của nó có một cái cập nhật ở đây là nó có chữ beam 360 độ, là để mình kết nối ngay từ đầu luôn khi mà mình làm việc nhóm với nhau đó. Mình đi phần đi phần đầu tiên trước mà mình tạo mới một dự án. Nó bị tắt cái này thì nó thông báo cho mình vậy đó. Ở đây thì khi mình tạo mới dự án thì nó sẽ có sẵn cái này, nó đổ xuống cho mình luôn. Thay như ngày xưa thì mình phải chọn vào browser, browser thì mình mới mình thấy được, thì ở đây nó sẽ có sẵn cho mình luôn. Ví dụ như là matrix structure. Cũng cửa sổ cũng giống như vậy, nó chỉ khác nhau một cái nữa là ở trong cái phần à, ở trong phần tab manager này nó có thêm một cái cột, đó là phần generate design, là cái này để thiết kế tối ưu, và dynamo thì nó lên một cấp cao hơn.
là Dynamo 2.5, là nó cũng có cái công cụ General Design. Ở trên này, trên thanh của Dynamo thì nó có thêm cái menu này, nó có cái quiz study tạo ra cái trường hợp của mình. Đây, nó cũng giống nhau, nó giống nhau. Thì nó cải tiến nhiều hơn ở trong đây. Ví dụ như phần khối lượng, ở đây mình vào phần khối lượng này. Thì ở trong cái mục này nó có thêm, ví dụ như ngày xưa là nó tới chỗ là piping này thôi, bây giờ nó có thêm cái phần là infrastructure. Như infrastructure thì ở đây nó sẽ có thêm nhiều lắm. Infrastructure. Trong cái infrastructure thì ở đây nó có cho mình là mố cầu. Mố cầu nó cũng chia ra là phần móng, cọc, tường, bảng quá độ, grid. Thì cầu nó có là vòm, cross basin, dầm, vàng, cable, bảng mặt cầu, gối cầu, sim, element, detail item, khe co giãn, generic model, dầm, đây là chiếu sáng trên cầu, pipe, trụ cầu. Đó. Thì nó thêm cái phần này, nhưng mà ở dưới này nó có thêm là structure tendon, cho cáp dưỡng lực, về độ cứng của sườn tăng cường của dầm thép, rebar, coupler, rebar. Nó chia ra cho mình luôn, cái này là kết cấu thép. Thì đó là có một cái dành hẳn một phần cho bên infrastructure. Thì để biết nó dành hẳn như thế nào thì mình sẽ vào một cái family. Ví dụ như mình tạo mới một cái family, new family. Thì trong cái ở ngoài thì nó ghi như vậy, nhưng mà vô vào trong cái family này thì ví dụ như mình sẽ không thấy cái ví dụ như generic bottom là cái gì á, nó không có mấy cái đó. Ví dụ như mình chọn lấy một cái là generic model đi. Generic model đây. Thì cái này là cũng cải tiến của nó, là nó khi mình mở một cái family mới lên á, là nó sẽ tự động mở luôn cho mình mấy cửa sổ nhìn, là front left view level, reference level luôn, nó tự mở ra cho mình luôn. Là ví dụ như mình tạo ra một khối này. Lình thì nó không, cái lình tạo đối tượng thì không có thay đổi, không có thêm lình gì. Giờ ví dụ như mình vào đây, mình vào ở trong cái phần này, thì trong cái phần infrastructure đây á, nó lại chưa cập nhật mấy kia vào. Ví dụ như mình muốn cái khối này, sau này trong bảng khối lượng của nó thì nó sẽ xuất hiện ở ví dụ như là cái bể trụ đó, thì nó chưa, tức là trong cái phần ở đây, trong family với bên ngoài nó cập nhật chưa có kịp với nhau. Ví dụ như dùng family của phần mềm thì nó chưa có cập nhật kịp, nó không có. Còn những cái này là cái cũ rồi, cái bản này thì bản 2021, 2020 nó cũng có. Chắc là lên phải được viết 2021.1 thì nó mới thêm được vào chỗ này. Không có gì. Đó là phần mà nó chưa có được, mặc dù nó ghi vậy đó, nhưng mà nó chưa có. Giờ ví dụ như mình lát là mình lưu ra ngoài,
đây vẫn trong tủ lạnh à? Mì trong tủ lạnh à? Đó là một cái nó ghi nhưng mà nó chưa có ở đây. Nó vẫn là generic model, mặc dù là trong cái phần khối lượng này nó có này. Đó, nó có như vậy nhưng mà nó chưa liệt kê vào trong kia. Chưa liệt kê vào trong kia. Để mình tích vào cái nút có thể bố trí thiết. Là đó là một cái mới, là nó mới nhưng mà nó chưa cập nhật kịp. Phần ẩn hiện đối tượng thì ở đây nó có thêm một cái tính năng enable filter, là cho phép mình ẩn đối tượng nhưng mà cái đối tượng nó vẫn bị mờ đi, giống như mình chạy mấy cái phần mềm đó. Chứ nó không có bị mất đi luôn. Hồi xưa mà ẩn cái là nó mất luôn, còn bây giờ ẩn đi nhưng mà nó vẫn còn ở đó cho mình thấy. Thì tính năng đó cũng cũng là cũng được, cũng hay. Ví dụ như mình vẽ mà cấu kiện nó nhiều quá thì mình phải làm như vậy, mình thấy được là nó không có bị. Chứ còn tắt cái ẩn đi luôn mà mình muốn vẽ cây thiếp khác vào thì cũng khó khăn. Ở đây nghe nói là nó thêm một cái loại thiếp nữa. Đây, ví dụ như mình có cây thiếp ở đây. Cho nên ví dụ như nó mà cải tiến cho cầu cũng có nhiều nhưng mà nó cũng chưa có hết giống như mình mong muốn. Nó có nhưng mà nó có nửa vời. Hồi nãy mình chưa ok à. Ví dụ như ở đây thì cái phần hiện 3D thì phần phải quét chọn nó mới hiện được, chứ không phải là nó tự hiện lên giống như một số cái công cụ khác. Nên dành cho cầu đường thì cũng không có, cũng chưa được nhiều lắm. Nó chỉ có thêm cái mục này override the hop land, ghi đè lên được cái kích thước ở đây ABC rồi. Sửa được, xưa thì nó không có cái này. Và nó có thêm cái phần ở đây increment at end, là cái phần nên mình có hay không, để mình có thể là để cái đầu neo vào đây được, đầu neo thì mình vẽ cáp điện lực. Còn lại vẫn như cũ, ở đây nó chỉ có là tất cả là như cũ hết. Có trong cái bảng khối lượng khi xuất ra thì nó có nhiều cái tinh chỉnh nhưng mà nó vẫn chưa có những cái ví dụ như của Việt Nam mình cần. Là cái cây thép này nó dài hơn 12 mét, nó chia ra là cũng chưa được mà phải dùng của bên thứ ba, đó là dùng Sofitic thì mới được. Còn ví dụ như mặc định của nó cái này mà dài hơn 12 mét là nó cứ vẽ dài luôn. Đó. Và detail thép thì nó cũng không có tách ra cho mình, nó cũng không có tách cái cây thép này ra là chi tiết là bao nhiêu rồi như thế nào. Ví dụ như chiều dài nó tự động ấy, nó là nó tự động chứ mình không có phải nói là phải dùng add in, mà phần mềm nó cũng có luôn á thì nó chưa đưa vào, không biết chừng nào nó mới đưa vào chứ. Chắc là nó để cho bên thứ ba phát triển. Còn làm chi tiết thép trong Revit mà theo kiểu của Việt Nam mình là nó cực lắm.
Ở đây nó có một cái phần edit content. Trong cái edit content này nó có sửa nhiều hơn, như trừ 70 thì nó đi xuống cho mình. Thì cái này bản cũ nó cũng có rồi, nhưng bản mới thì nó ký hiệu cho mình dễ nhìn hơn. Ví dụ như ở trên mặt 3D thì nó sẽ hiện ra cho mình ở phía bên ở trên đây, và ngay cái vị trí nào có dấu chấm thì sửa được. Năng hết toàn bộ lên. Phần đi tiếp 3D thì vẫn như cũ, không có thêm mấy tính năng ở trong 20, được biết 20.1 là nó có rồi, 20.1 hay 0.2 là nó có rồi, cho nên ở đây nó cũng không có cải tiến gì nhiều. Muốn mà cho cái khối lượng này mà nó vào cái chỗ lúc nãy á, cái chỗ lúc nãy ra chỗ này, mình muốn lấy được cái khối lượng theo đúng như cái quản lý ở đây á, thì thấy nó ghi trên kia là mình dựng mấy cái này bằng Inventor, xong rồi đưa vào InfraWorks, xong rồi xuất ngược qua thì nó sẽ có những cái này. Còn nếu như mà anh em nào mà không có cái đó thì mình có thể vào ở trong Dynamo này, mình tạo family bằng cái này thì nó cũng sẽ xuất hiện ra cho mình, vì ở trong cái này nó có trong này. Cái lệnh lọc đối tượng của Dynamo thì ở trong đó nó sẽ có cái lệnh đó, cái lệnh đó mình quên nè. Đây. Category. Category. Đây. Categories. Thì ở trong này nó sẽ có hết. Trong này nó cũng có, nếu như mình mà mình phải tạo bằng Dynamo á thì nó mới có. Trong này nó có. Đây. Nó có là cat nào, cat bản mặt cầu. Trong này thì nó đủ, nếu như tạo đối tượng bằng cái này, tạo family bằng Dynamo chứ không phải tạo bằng cái family thư viện của Revit thì nó có đủ. Này, ví dụ như mố nè, nó sẽ có nè, mố ở đây steel connection thì nó đưa vào trong này luôn rồi, nó đưa vào trong này ngay từ ban đầu. Đó là những cái mới của Revit 2021. Các bạn có thể cài đặt, còn không không cần cũng được. Bạn có trao đổi gì không? Các bạn có hỏi thêm gì không?
thì dành cho bên cầu nó chỉ có bấy nhiêu thôi các bạn, bên kiến trúc hay là kết cấu nhà mép thì nó cũng có một số thay đổi, nhưng mà cầu của mình nó chỉ có bấy nhiêu. Tình hình BIM ở Việt Nam là một cái này là quá lớn rồi. Tăng tình hình ở Việt Nam mình thì chưa có tiêu chuẩn chính thức, có tiêu chuẩn tạm thời. Hồi sáng thì bên BIM của Bộ Xây dựng cũng có, hồi sáng hay hồi nào, à, hồi sáng đó, hồi sáng hôm nay hay sáng hôm qua, hồi sáng hôm nay hay sáng hôm qua, hồi sáng hôm qua đó thì bên Bộ Xây dựng cũng có bài của một thầy ở bên Mỹ nói về quản lý BIM, nhưng mà cái đó áp dụng cho nước ngoài. Còn ở Việt Nam mình thì đa số các tư nhân thì có áp dụng, còn các công trình nhà nước thì theo như mình biết thì vẫn ở áp dụng thử. Nó có một danh sách các công trình áp dụng thử. Thế giới thì người ta làm lâu rồi. Đây là để chia sẻ với anh em. Một cái công trình cầu mà người ta đã làm bằng Revit, mình cái công nghệ gì mới ở đó mà ở mình chưa có được, để biết là BIM là nó như thế nào. Chứ còn BIM mà mình dùng theo cách của mình hiện nay là dùng 3D, mà để cắt ra 2D đó thì cái BIM đó nó không có tới, mà là cực anh em. BIM mà BIM vậy là cực anh em. Bim là nó phải như thế này. Nhiều thứ. Nó cực lắm, bim theo kiểu Việt Nam là nó cực lắm. Vì Việt Nam một người làm một ít nên nó không khớp với nhau. Với lại hồ sơ giấy tờ rồi nó phiền hà lắm đây. Không biết có nên là đọc cái này chưa? Ở đây là một cái cầu làm vào năm 2014. Ở trong này nó có cái video, anh em nào đọc thì mình gửi cho cái link đọc cho biết. Nó có cái video của người ta nói và một cái có cái bài. Thì video thì anh em về coi, đây mình chỉ nói về cái bài ở đây. Đó, ở đây thì người ta Revit Detailing Soft Drawing Revit và dùng CNC Using Revit Sophistic. Và khi dùng Revit á, mà để chi tiết thiếu thì phải cộng với công cụ này. Cái này là của một bên thứ ba. Giá thuê là 90 đô một tháng của Đức, Sophistic của Đức. Và những cái mới mà người ta có sử dụng ở trong này á, là người ta sử dụng Point Cloud để mà kiểm soát khối lượng, gọi là QA, Quality Assurance, và dùng cái CNN thì ba. Hai cái này là hai cái ở Việt Nam mình là chưa có nè. Hai cái này CNN thì ba và dùng Point Cloud để kiểm soát khối lượng với công trình cầu nha. Còn cái công trình khác thì mình không nắm, mình không có biết hết được, không biết đã có công trình nào chưa. Về một cái idea là sử dụng 3D scanner for QA. Đó, để kiểm soát khối lượng đó. Đây là cái cách người ta làm. Đây. Ở trong này thì người ta sẽ có một cái phần mà thấy người ta thống kê cũng hay, là người ta nói là với công trình cầu á, phần màu vàng là civil work là làm nhiều nhất. Civil work, còn cái đen này là mip work. Còn dùng cho subway á, là tàu điện ngầm á, nhà ga đó thì mép là nhiều hơn, đa số là điều. Nhưng mà cầu thì bên còn lại là deep deep trench thì dùng cho thoát nước, bên hạ tầng gì đó thì civil work hết. Và là work, đây là cái hồ sơ, và họ sẽ dùng cái trụ này, cái trụ cầu này là cái trụ cầu lắp ghép,
trụ cầu này lắp ghép và vẽ, thì lúc đó người ta vẽ là bằng Inventor, report kết quả này, ta bố trí thép, kết quả bố trí thép là nó như thế này, quantity take off, shop drawing, người ta tách cái thép của cái xà mũ ra, ta tách thép của cái xà mũ ra. Ở đây nó sẽ có một cái công cụ gọi là tối ưu cái phần bố trí thép, làm sao mà cái diện tích thép thừa bỏ đi là ít nhất, ví dụ như ở đây 5 xăng, 4 xăng, 3 xăng, vậy là kết hợp cây thép dài 12 mét, kết hợp các hình dạng này lại với nhau là tiết kiệm nhất. Cái hay của cái dự án này là người ta dùng cái máy để uốn thép, và người ta nói là nếu như mà bẻ tay thì 4 người, 400 người trên một tháng, mà bẻ máy thì chỉ có 20 người trong một tháng thôi. Đây là một cái tiết kiệm mà do BIM mang lại. Còn mình hiện nay mình vẽ rồi mình chiếm ra thì thành ra là nó tốn công hơn. Đây là cái cách người ta trình bày bản vẽ. Đây mình còn 10 phút nữa là hết, bởi vì mình dùng bản miễn phí mà. Đây là vẽ bằng Inventor, bởi vì cái trụ này mà vẽ bằng Revit là Revit không vẽ được, nó không có đủ lình. Nhưng mà Autodesk thì nó có nhiều phần mềm cho nên nó không có phát triển trong Revit nữa, mà nó để là mới, nếu như mình mà cần á, ở Việt Nam mình thì bây giờ đang hiện nay vẫn là 3D thôi, 3D rồi cắt ra 2D theo bản vẽ truyền thống rất cực. Đây là vẽ, phải vẽ bằng Inventor, phần dầm người ta cũng dùng bằng Inventor, phần quạt ván khuôn cũng vẽ bằng Inventor, cho nên mình dùng Revit không, có những lúc mà cái kết cấu mình vẽ không được là mình phải dùng Inventor. Revit Dynamo đúng rồi, thời điểm đó 2014 thì Dynamo nó chưa có mạnh mẽ, mà lúc đó Autodesk cũng chưa mua lại Dynamo nữa, phải đến 2017 mới tích hợp vào luôn, cho nên năm đó người ta phải dùng Inventor để vẽ. Mà Inventor cái này dùng để CNN sau này nữa, người ta dùng Inventor nó có cái mục đích như vậy. Ván khuôn này, ván khuôn cho dầm rồi, đây cái cầu của họ đây, chiều dài giống như đường cao tốc của mình á, xong rồi đưa qua Revit, đưa cái xà mũ này qua Revit, để đây để có anh em gì trao đổi ở đây thì thảo luận luôn. Đây phần dầm, đánh tên dầm, dầm này thì được sử dụng bằng cái family adaptive, thì bên cầu mình là cũng phải dùng mấy cái family này. Đúng là tốn công tốn giấy chứ làm gì, là đúng đúng đúng, các công ty thường dùng ở đây như vậy cực lắm không nên thôi. Chừng nào mà đơn vị thi công người ta đầu tư cái máy kia là mình hãy làm, mình giờ chỉ biết công cụ mình để đó. Lan can lên và đây là bắt đầu người ta dùng cái point cloud để kiểm soát công trường. Thì sự thật rất nhanh. Không, đó là phần hình học thôi, phần OD 300 á, chứ còn nếu như mà đi cút thép vào trong đó thì sửa cũng cũng mệt lắm chứ không phải dễ đâu. Ví dụ như mình hình học hình bao thì nó có tham số đó, nhưng mà mình đây là tới phần cút thép luôn, cút thép sửa cũng không nhiều. Đó, đây là scan model, đây nó có một cái hầm này nó cái cầu nó sẽ đi ngang qua, nó bị vướng cái hầm. Cái này thì ở mình chưa có nè, scan để mà kiểm soát công trường thì chưa có. Existing road là cái đường hiện hữu có sẵn và kiểm tra thì giao cắt cái phần màu đỏ, nó bị giao với một cái dầm. Và model bên Revit, thì trên Revit thì người ta cũng
vẽ ra cái dầm này, cái vẽ được cái dầm này chắc cái máy phải mạnh lắm. Mình cái cầu này lắp ghép mà, ví dụ như tuyến metro đó mà làm lắp ghép trụ, cái trụ đó mà làm lắp ghép thì nó cũng này, người ta làm lắp ghép cho nó tiết kiệm sắp ra win. Sắp ra win thì anh em biết là năm đó đây là cách trình bày bản vẽ thép, tách hết thép ra, nói chung là cũng công phu, thoát nước vẫn bố trí ở giữa. Năm đó thì người ta phải viết thêm bên bên cái công ty đó, người ta phải viết thêm cái app, bởi vì năm 2014 thì Revit cũng chưa bố trí được cái cú thép thay đổi, người ta phải viết lập trình thêm cho nó. Cho nên trong công ty mà làm BIM thì phải có một cái đội lập trình, chứ không mà có những cái nó không đi được là bỏ. Đúng, dùng Revit mà đi thép là phải có add-in đó, phải có add-in. Hoặc là bây giờ thì viết bằng Dynamo thì phải có người ngồi viết, chứ không có người ngồi viết thì cũng không được. Bởi vì cái Dynamo nó có máy chạy được, nhưng mà có khi có máy là không chạy được, nó không ổn định đó. Đây là tip and trick về cái repassat thép của người ta. Năm đó cái hướng dẫn về móc thép này là cũng chưa có, cho nên bên này người ta làm kỹ hơn, chi tiết thép là như thế này. Và cuối cùng là dùng phải dùng Sofistic để mới xuất ra được cái pending match cho máy, nó có cái công cụ xuất ra cái máy, máy đó nó sẽ đọc được cái cây thép và nó bẻ. Cho nên cái này thì xuất ra thì cũng vẫn là trên PDF thôi, nó không có tốn nhiều giấy, chứ ví dụ như từng cây thép xuất ra cụ thể như thế này, DI góc nghiêng như thế này mà xuất ra như mình in hết ra một tập hồ sơ thì phải biết. Đúng rồi Phát, phải sau này đường nào mình cũng tiến tới đó thôi, mình không thể không tiến tới đó được. Tiến lên chứ, đường nào cũng tiến lên cái đó. Kiểm tra giao cắt, clash detection in Navigate, cũng kiểm tra giao cắt, kiểm tra giao cắt cái cúc thép ở cái xà mũ phía dưới với lại cái dầm phía bên trên, và dùng point clash comparison để so sánh cái ván khuôn của cái thân trụ xà mũ của cái bề, bởi vì cái nó kết cấu nó phức tạp. Và đây là công trường, người ta làm ở công trường. Nhân công ván khuôn người ta chỉ là nhân công lúc này là chỉ lắp đặt thép thôi, không cần phải bẻ thép nữa, thì máy bẻ, người ta cẩu nguyên cái thân trụ, cầu cẩu dầm lắp lên. Cái dầm của họ cấu tạo nó cũng hay, thì mình thấy người ta có những kết cấu rất là hay. Cái đầu dầm này, hai cái đầu dầm này là để vào trong cái chỗ kia rồi đổ bê tông xong. Này nhìn lên thấy kết cấu cũng gọn, kết cấu hay. Đây là cái máy đó nó quét cái mã QR này, nó có cái QR code giống như đi siêu thị á. Vậy ở đây khi mà làm cái này thì người ta phải dùng Inventor, Navigate, Revit lập trình. Có dự án nào làm Revit biện pháp thi công có, nhưng mà bây giờ chuẩn bị 1 phút nữa là hết giờ rồi, thôi hẹn bữa khác. Có làm biện pháp thi công, có ta hẹn thứ bảy tuần nào đó mình sẽ làm tiếp. Như vậy là người ta dùng Point Cloud, ở mình ở hai cái hiện nay mình chưa làm được là dùng Point Cloud Scan 3D
scan 3D để kiểm soát, với lại là dùng máy để bẻ thép, uốn thép từ mô hình 3D. Lúc đó, đó mình vẽ 3D cho đúng thôi là đúng rồi, không cần phải xuất ra bản vẽ 2D, vì từ 3D mà cắt ra 2D nó nhiều phức tạp lắm, phức tạp dữ. Anh em tham khảo thì lấy cái link để tham khảo, chứ còn hiện nay ở mình bim mình vẽ 2D rồi cắt, vẽ 3D cắt ra 2D thì không phải là bim mà nó cực lắm, làm vậy anh em dễ nản lắm vì nó rất là cực, mà cắt thay đổi đo rồi viết có khi nó đo không ra nữa. Rồi, chào mấy anh em nha, chuẩn bị 1 phút nữa là nó tự ao ra luôn đó mấy anh em. Cái link trong cái chat các bạn lưu lại nha, chứ không là nó mất á. Chào. Anh em muốn thảo luận cái gì thì thứ bảy hàng tuần.